Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Cánh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 8 em chim khủng bồi lỡ. 8 em này thì đều đã hót múa rất chí là mạnh luôn rồi các bác ạ. Chim thì em Tài đã nuôi được một thời gian hết cả rồi, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất chí là dễ chăm nhé. Chim bên em Tài thì tất cả đều đã cảm cứng và hót hết cả rồi thì em Tài mới bán nhé. Chim thì em Tài cho ăn hàng cảm nhà làm các bác ạ. Cảm bên em Tài thì phải nói là cực kỳ hợp cho dòng chim khủng luôn, tại vì em Tài là chuyên khủng nhé, các bác ghé ủng hộ em Tài nhé. Bây giờ thì em Tài xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng mún đen mang mã số 3598. Con này thì bị lỗi mỏng các bác ạ, có một cái mỏng biến ở bên chân phải á, thì nó bị đớ nhẹ, không bám sát vào cầu nhé. Nó đớ rất chí là nhẹ luôn, cho nên các bác phải nhìn thật kỹ thì mới thấy được nhé. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng gần một tháng và chính thì em Tài đã thấy hót múa rất chí là mạnh cho tất cả các bác rồi đấy. Các bác thấy không ạ, cái thái độ con này lúc mà kè mãi vào á, thì nó nhấp cạnh dùi rất chí là mạnh luôn. Những con chim như vậy á, thì 100 con là đều múa cả 100 con đấy các bác ạ. Con này thì rất chí là thích hợp để cho tất cả các bác về chơi nghe hót nhé. Tại vì một cái mỏng đớ như vậy á, thì không có nhằm nhò gì đâu. Các bác mà nuôi cái câu bự á, thì sẽ không có thấy nhé. Còn nuôi cái câu nhỏ thì phải nhìn thật kỹ, phải nhìn thật kỹ mới thấy đấy. Tại vì nó đớ rất chí là nhẹ luôn đấy. Một chú chim rất chí là tổ chất luôn. Bác nào bắt về chơi nghe hót á, thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1,1 triệu thôi nhé. 1,1 triệu thôi để cho tất cả các bác về chơi nghe hót. Bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì sẽ mất đấy. Tại vì cái mỏng nó đỡ cực kỳ nhẹ luôn đấy, nhìn không có kỹ thì sẽ không có biết đâu. Cho nên bác nào nhanh tay thì hãy tuyển con này về với đội của mình nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3599. Con này thì bị lỗi mỏng các bác ạ. Chim có một cái mỏng biến bên ngoài cùng ở bên chân trái á, thì bị mất một cái đầu sừng nhé. Nó bị mất cái đầu sừng thôi, còn cái ngọn thì vẫn còn bình thường hết. Con này thì sẽ rất là thích hợp để cho tất cả các bác về chơi nghe hót đấy. Với lại bác nào mà ứng cái dòng lái da bò thì có thể bắt con này nhé. Con này là có màu lông lái da bò rất là đẹp luôn. Lúc mà phơi rửa nặng á, thì nó sẽ vàng lên, hơi hung hung đỏ đỏ lên, nhìn sẽ rất là đẹp nhé. Với lại cái tượng tạo của con này thì cũng ok lắm đấy. Con này bồ khá to, tượng cao cầu dài đòn mịn man luôn. Chim có hai tách mã trắng to bự luôn, quả yếm đen đầm mỏ dưới mỏng dính các bác ạ. Các bác bắt con này về chơi nghe hót thì sẽ rất chí là ok nhé. Con này thì hôm bữa vận chuyển về á, là nó bị tụt mất một bên lông cánh các bác ạ, và bắt đầu giá lại rồi đấy. Các bác về nuôi một thời gian thì nó sẽ giá lại đủ thôi, không có nhằm nhò gì đâu. Được cái con này đã hót chơi rất chí là mạnh luôn rồi, cho nên các bác bắt về treo lên chỗ yên tĩnh giúp em Tài á, thì ít hôm là em này sẽ nổ liền cho tất cả các bác nhé. Thì dòng chim lái da bò này thì cũng không có nhiều đâu, với lại những con chim lỗi mỏng thì lại càng ít nữa. Cho nên bác nào nhanh tay tuyển con này về với đội của mình thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim rất chí là đẹp luôn đấy, bác nào bắt thì có thể liên hệ em nhé. Con này thì chỉ bị lỗi cái mỏng rất chí là nhẹ như vậy thôi, ngoài ra không có tật lỗi gì thêm đâu các bác ạ. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí của con này là 1,4 triệu nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng mún mang mã số 3600. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng một tháng rồi các bác ạ. Con này thì đang thay lông đuôi, nhưng mà nếu ra đủ lông đuôi thì cái bản đuôi sẽ xòe rất là to nhé. Chim thì chỉ còn 1/3 cái lông đuôi thôi, mà các bác nhìn vào thì sẽ thấy được là con này nó xòe như vậy á,
chắc chắn 100%. Lúc ra đủ cái lông đuôi thì bản đuôi sẽ xòe rất là to bự luôn. Với lại con này thì lúc mà hót lên á thì em Tài thấy nó mũ đuôi rất là mạnh này, và sẽ có mũ lên cạnh nhẹ cho tất cả các bác nữa đấy. Một chú chim đầu mặt rất là dữ tợn luôn. Lúc mà kè trọng mãi vào á thì cái thái độ của nó kìa, các bác thấy không ạ? Thái độ dữ dằn thối rồi luôn đấy. Con này thì có đầu nhìn ác cực kỳ, nhúng mũi dấu ría thì rất là rầm rạp luôn đấy các bác ạ. Bác nào mà ứng dòng khứu mún á thì có thể tham khảo con này nhé. Tại vì con này thì hiện tại đang thay lông nên nhìn sẽ chưa được thật đẹp lắm, nhưng mà tương lai con này thì phải nói là cực kỳ ngon lành luôn đấy. Bác nào mà muốn chơi cái dòng khứu mún hot mùa thì có thể tuyển con này ngay bây giờ nhé. Cái phí hiện tại thì nó cũng sẽ mềm thôi, 1,4 triệu thôi các bác ạ. 1,4 triệu, chim bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Bác nào nhanh tay tuyển con này về với đội của mình ấy, thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khứu bạc mã mang mã số 3601. Con này thì là chim bồi thôi các bác ạ. Mới về chỗ em Tài được tầm khoảng 2 tuần thôi, nhưng mà ở trong học á, thì em Tài nó đã hót rất là mạnh luôn, nên em Tài ra lông để giao lưu với tất cả các bạn nhé. Con này thì có màu lông rất là đẹp, chim có màu lông hơi húng đỏ, lái da bò. Con này thì hai tách mã trắng bự thối rồi luôn các bác ạ. Chim có cặp mã trắng rất to bự nhé. Chim thì mới ra lông nên nó chưa quen lông, nó chưa được tịnh lông, nên cái thái độ của nó thì nhìn sẽ chưa được thật tốt đâu. Tại vì là chim bổi thì các bạn biết rồi, bác nào mà chăm được cái dòng chim bổi á, thì có thể tuyển con này nhé. Tại vì con này lúc ở trong học á thì em Tài thấy nó đã hót mũ lên đuôi rất tí là mạnh luôn rồi đấy. Được cái chim thì cái mã trắng cha bá lửa luôn các bác ạ. Các bác nhìn quả mã trắng của con này có uy tín đúng không ạ? Một chú chim có màu lông nâu đỏ, lái da bò, và cái mã trắng thì rất là to bự, quả yểm đen đầm, đầu mặt thì rất là dữ chim nhé. Con này tuy rằng là chim bổi mới về thôi, nhưng mà ở trong học á, thì em Tài thấy nó đã hót rất là mạnh luôn rồi. Cho nên các bạn bắt về treo lên chỗ yên tĩnh thì ít hôm nó quen nhà quen cửa là em nó cũng sẽ nổ âm âm liền cho tất cả các bạn nhé. Bạn nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Bạn nào mà ứng dòng lái da bò hai tách mã trắng bự á, thì có thể tuyển con này về ngay bây giờ nhé. Cái phí hiện tại thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cũng rất là mềm thôi, 1,6 triệu thôi các bác ạ. 1,6 triệu, chim bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này thì ở bên mép có bị chây một chút ít và cái lông lá sẽ chưa được thật hoàn thiện nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chú chim sẽ rất là có tương lai đấy. Tiếp theo là một em khứu mún mang mã số 3602. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng gần 1 tháng rồi các bác ạ. Và chim thì đã hót mũ rất là mạnh luôn. Con này căng lên thì chơi đuôi cạnh cực kỳ ác luôn đấy. Bản đuôi xòe lạ vạ và sẽ có lên cạnh rất là tốt, rất là mạnh cho tất cả các bác nhé. Chim thì ở dưới mép và phía trên mũi có bị chây một chút ít. Các bạn bắt về nuôi một thời gian thì nó sẽ ra lông lành lại hết thôi, không có nhằm nhò gì đâu. Với lại chim thì đang thay lông rất là mạnh nhé, cho nên con này nhìn thì sẽ chưa được thật đẹp đâu. Các bạn về chăm lông thêm giúp em Tài nhé. Một chú chim tổ chất chơi đuôi cạnh cực kỳ tốt luôn. Bác nào mà ứng cái dòng khứu mún á thì có thể tham khảo con này nhé. Tại vì con này em Tài thấy nó hót đã rất là liên mồm lè mỏ và nó chơi lên cạnh rồi, các bạn thấy không ạ? Con này chơi mũ cạnh cực kỳ đẹp luôn. Các bạn về chăm lông chăm lửa thì tương lai sẽ rất là ngon lành nhé. Chim thì bồ trúng và đang thay lông rất là mạnh nên lông lá sẽ chứa được thật đẹp nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác, cái phí là 1,6 triệu nhé. 1,6 triệu, chim không tật lỗi gì hết. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim sẽ rất là tổ chất đấy, tổ chất mũ đuôi cạnh rất là đẹp đấy các bác ạ. Bác nào nhánh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Bác nào ứng dòng khứu mún thì có thể tham khảo con này nhé. Một chú chim chơi đuôi cạnh rất là tốt rồi đấy. Tiếp theo là một em khứu bạc mã mang mã số 3603. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng gần 1 tháng rưỡi rồi các bác ạ.
và chim thì đã hót mũ cho rất là tốt luôn các bác thấy không ạ? Con này có thái độ nhấp cánh ruồi như vậy á thì 100 con là sẽ mũ cả 100 con nhé. Chim có hai tích mã trắng kìa, hai tích mã trắng phồng lên to chà bá lửa luôn đấy. Một chú chim đầu mặt cực kỳ dữ tợn luôn, nhúng mũi râu ria thì cũng rất là rậm rạp nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được một thời gian rồi, cho nên các bác bắt về thì sẽ rất là dễ chăm thôi. Con này đã tương đối tĩnh lòng, các bác chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh tầm khoảng vài hôm, nó quen nhà quen cửa là em này sẽ nổ liền ngay lập tức nhé. Lúc mà hót lên thì em Tài báo cho tất cả các bác là con này sẽ có mũ rất là mạnh luôn đấy. Nhìn cái thái độ là các bác sẽ biết thôi, em Tài cũng không cần phải nói nhiều thêm nhé. Con này thì đang thay lóng nên cái lóng của em nó sẽ chưa được thật hoàn thiện nhé. Các bác về nuôi một thời gian ngắn thì nó sẽ đẹp lại thôi. Với lại chim cũng gần tới mù thay lóng rồi, cho nên các bác giờ mà bắt chim đẹp ấy, thì nuôi khoảng một tháng nữa thì nó cũng sẽ chùi lùi hết rồi. Cho nên cái lông lạ nó không quan trọng đâu, năm nào nó cũng thay hết các bác ạ. Quan trọng nhất vẫn là tố chất của một chú chim nhé. Con này thì bồ trúng tượng cao cầu trường chim, nhìn rất là đẹp luôn đấy. Các bác nào mà ứng cái dòng chim bạc mã mà hót mũ thì có thể tham khảo con này nhé. Tại vì con này sẽ mũ rất là mạnh cho tất cả các bác đấy. Cái phí hiện tại thì em Tài giao lưu với tất cả các bác là 1.900.000 nhé, 1.900.000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lựa. Bác nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này là mã số 3603, cái phí hiện tại là 1.900.000 nhé. Tiếp theo là một em khu bạc mã mang mã số 3604. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn một tháng và chính thì hót mũ rất chính là mạnh, hót hay thối rồi đảo dòng liên tục các bác ạ. Một chú chim hót mũ cực kỳ tốt nhé. Con này lúc căng lên thì sẽ chơi đuôi cạnh rất chính là mạnh, bản cạnh thì em Tài thấy nó ra bản cạnh vừa cho tất cả các bác rồi đấy. Cái mỏ thì nhấp liên tục luôn, nhấp chẹp liên tục luôn nhé, hót hay thối rồi và rất là máu mỏ luôn. Bạn nào ở gần thì có thể ghé xem nhé, còn bạn nào mà ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bạn đấy. Một chú chim hót liền mồm lè mỏ và đa phần thì lúc nào em cũng thấy nó chơi được hết đấy. Bạn nào mà ứng con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Một chú chim rất là tổ chất luôn, chim tổ chất chơi đuôi cạnh và con này thì hót rất là nhiều dòng hay, đảo dòng rất là liên tục và kẹo rất là hay cho tất cả các bạn nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được một thời gian nên các bác bắt về sẽ rất là dễ chăm thôi. Con này thì các bác mà rẽ nhà thì nó nổ âm âm cho các bác nghe luôn đấy. Một chú chim rất là thích hợp để cho tất cả các bác về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Cái lông của con này thì con cái lông đuôi giá lại gần đủ rồi, còn một khúc ngắn ngắn nữa thôi là sẽ đủ nhé. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này chơi cực kỳ ác luôn đấy. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 2.200.000 nhé, 2.200.000 để cho tất cả các bác về chơi một dòng chim xíu mỏ đấy. Bác nào nhanh tay thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Chim thì chơi hay phế thối rồi luôn đấy các bác ạ. Một chú chim chơi đuôi cạnh cực kỳ tốt đấy. Và cuối cùng là một em khu bạc mã mang mã số 3605. Con này thì phải nói là VIP Pro luôn các bác ạ. Chim thì mới về chỗ em Tài được tầm khoảng vài chục hôm thôi, nhưng mà con này thì chơi ác thối rồi luôn, hót mũ liên tục, đảo dòng phế tịch nhé. Cái chất dòng của con này thì rất chí là hay luôn. Với lại chim căng lên thì sẽ chơi đuôi cạnh cực kỳ mạnh cho tất cả các bạn nhé. Con này là chim bổi thôi, nhưng mà nó tổ chất như vậy thì tương lai con này thì các bạn biết rồi, nó còn mới có vài chục ngày thôi mà đã chơi được như vậy á, thì các bạn chăm lên một thời gian nữa thì nó sẽ như thế nào ạ? Chắc chắn 100% là nó sẽ chơi cực kỳ ác cho tất cả các bạn đấy. Video này thì em Tài quay được vào buổi tối nhé. Lúc này là lúc tầm khoảng gần 9 giờ rưỡi rồi đấy các bác ạ. Con này nửa đêm mà nó còn chơi như vậy thì buổi ngày lúc mà căng lên đủ lửa thì các bạn cũng biết rồi nhé. Một chú chim tổ chất chơi đuôi cạnh cực kỳ ác luôn. Bác nào mà muốn kiếm cái siêu phẩm trong tương lai thì có thể tuyển con này về với đội của mình nhé. Cái phí hiện tại thì nó cũng sẽ mềm hơn so với tương lai nhé. Tại vì các bạn càng chăm thì con chim nó càng giá trị đấy. Chim càng giàn giàn hơn một chút xíu thì nó sẽ chơi càng ác hơn nhé.
Con này thì có nhiều lúc em Tài thấy nó chơi ấy, là cái bản cảnh giá rồng hơn trong video rất là nhiều đấy. Con này chắc chắn 100% là nó sẽ giá được bản cảnh tầm khoảng 7 đến 80%. Hết bản hay không thì em Tài không có biết, nhưng khoảng 7-80 thì tương lai chắc chắn sẽ được luôn. Một chú chim hót lên mồm lè mọ, chất rồng thì phải nói báo phế cho tất cả các bác luôn. Với chim hót mũ đuôi cánh, bản cảnh giá rất là rồng cho tất cả các bác. Nên các bác muốn kiếm siêu phẩm thì hãy tuyển em này ngay bây giờ nhé. Con này thì đang thay lông nên cái lông lá sẽ chưa được thật đẹp đâu. Các bác bắt về thì phải chăm thêm cái lông nữa giúp em Tài nhé. Chim thì bồ trúng và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của con này là 2,7 triệu nhé. Đấy là cái phí hiện tại thôi. Còn con này thì nó thì các bác á, nuôi lên thì chắc chắn là cái phí sẽ cao hơn. Có thể ngày mai sẽ kiếm được thêm mấy xì cũng nên, hoặc là một tuần nữa kiếm được thêm 5-7 xì hay 1 triệu gì nữa cũng nên đấy các bác ạ. Tự nhiên nó giá cánh bư lên nữa là biết đâu lại được gần 4 triệu đấy. Cho nên bác nào nhánh trái thì hãy tuyển ngay bây giờ nhé. Em Tài thì người thật việc thật lắm, cho nên có gì là em Tài nói nãy à. Em Tài không có giấu giếm gì hết đấy. Em Tài sẽ phân tích cho tất cả các bác biết được cái tương lai của con này như thế nào nhé. Còn cái phí hiện tại thì 2,7 triệu thôi. Bác nào bác thì có thể liên hệ em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên được 8 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974 193 391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khử của bên em Tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.